cả mọi người, tôi là Đào Liên Hương. Hôm nay tôi lại chia sẻ tiếp cho mọi người biết một thông tin nữa là saffron liệu có chữa được bệnh tiểu đường hay không. Sau khi xem xong video clip này thì tôi nghĩ rằng là bạn và những người thân của mình sẽ tìm ra câu trả lời nhé. Bây giờ mời các bạn sẽ theo dõi video clip này xem có điều gì đặc biệt nhé. Từ lâu cái bệnh tiểu đường đã được xem là một kẻ thù giết người thầm lặng rồi, và đã cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu là người một cách nhanh chóng nhất. Thì bệnh tiểu đường là một bệnh mà một tình trạng kéo dài của một tình trạng bệnh kéo dài lâu ngày gây ra, và cái lượng đường trong máu nó cao, thường cao lâu như vậy thì nó có kèm theo các cái triệu chứng như là đi tiểu thường xuyên này, khát và đói dữ dội này, rồi tăng cân này, giảm cân một cách bất thường này, rồi có thể là mệt mỏi này, vết cắt và vết bầm của mình là lâu lành này, rồi có thể là rối loạn chức năng tình dục ở nam này, hoặc là tê và ngứa và ngứa ran trong gan ở tay chân nữa. Đó là những cái biểu hiện của cái mắc bệnh tiểu đường nhé. Mọi người hãy lưu ý đến những cái biểu hiện này để mình đi khám liền kịp thời để xem tìm ra có phải là mình đang có dấu hiệu của bệnh tiểu đường hay không. Và hiện nay ấy, thì bệnh tiểu đường ấy, nếu mà không điều trị tốt thì nó dẫn theo kéo theo rất là nhiều biến chứng xảy ra, ví dụ như là dẫn đến tăng nhãn áp này, tăng thể lực này, hoặc là rối loạn về da này, vấn đề về tim mạch này, tăng huyết áp này, hay là vấn đề về thính giác này, hay là cái bệnh nhú của chúng ta đấy ạ. Và hiện nay thì có nhiều loại thuốc được có sẵn ở trên thị trường để duy trì cái lượng đường ở trong máu của chúng ta, thì bao gồm một cái loại thuốc là chống tiểu đường dạng uống hoặc là tiêm insulin ấy. Sau khi biết những cái nguyên nhân dẫn đến bệnh tiểu đường như thế rồi thì mọi người nên hạn chế và phòng chống cho mình. Sau khi có các cái biểu hiện như thế thì mọi người nên đi khám kịp thời để tìm ra cách chữa nhanh nhất nhé. Thì bên công ty cơ Tây Á chúng tôi có nhập khẩu về một sản phẩm saffron bahraman, là một sản phẩm uy tín trên thế giới và đã được rất là nhiều nước đang tin dùng từ nhiều năm nay, nhưng mà ở trên thị trường Việt Nam của chúng ta thì mới hot trên thị trường Việt Nam của chúng ta, tức là thị trường của Việt Nam của chúng ta mới biết đến cái sản phẩm này một vài tháng gần đây thôi. Những người giàu có thì người ta đã biết đến và người ta sử dụng cái sản phẩm saffron như hoa nghệ tây để giúp cho sức khỏe của người ta từ rất là lâu rồi đấy ạ. Thì cái nhụy hoa nghệ tây này nó giúp cho điều chỉnh lượng đường trong máu này, rồi và hấp thu và sử dụng, tức là cải thiện cái sự hấp thu và sử dụng gluco ở cơ bắp này, rồi do đó thì mình sẽ ngăn ngừa và chữa được cái bệnh tiểu đường. Và nghiên cứu lâm sàng trên một số cái loài chuột ấy, thì đã thấy là hiệu quả tương tự để chứng minh cái lý thuyết đó. Thì sau khi chỉ cần sử dụng vài sợi nhụy hoa nghệ tây, tức là sợi saffron nhụy hoa nghệ tây này, để chúng ta ngâm vào với nước thì chúng ta uống hàng ngày thì cái lượng đường trong máu của chúng ta sẽ được ổn định, cải thiện đáng kể. Và chúng ta sử dụng lâu dài thường xuyên như thế thì nó sẽ giúp cho chúng ta chữa được hẳn bệnh tiểu đường nhé. Mọi người hãy theo dõi và sử dụng nó thường xuyên. Thì đây là sản phẩm của công ty Tây Á 39B Hàng Bài, nhập khẩu trực tiếp tại công ty Bahraman của Iran về. Nên trên các cái tem của trên các cái hộp saffron này này luôn có cái tem có dấu đỏ này để khẳng định đây là sản phẩm chính hãng, không có sản phẩm hàng giả hàng nhái nhé. Để chống hàng giả hàng nhái thì đã có cái tem chống hàng giả hàng nhái như thế này rồi, và mọi người luôn check cái mã vạch ở đây này đó. Đây là những cái mã vạch này và cái tem có dấu đỏ như thế này này. Rồi trên các cái hộp saffron như thế này luôn có cái hạn sử dụng nhé, có cái hạn sử dụng và có cái code, có cái số code
Nên mọi người yên tâm về cái sản phẩm saffron Ngụy Hoa Nghệ Tây này được phân phối từ các cái đại lý của công ty Bahrama Iran nhé. Thì tại sao mọi người lại nên chọn cái sản phẩm saffron của công ty Bahrama, của công ty Tây Á nhập khẩu độc quyền và phân phối tại thị trường Việt Nam? Là do là trong cái sợi saffron Ngụy Hoa Nghệ Tây của công ty Tây Á ấy, thì nó là loại super lysine. Đây là hộp saffron Bahrama này. Đây là một loại super lysine, là loại sợi rất là to, dài và không dính chân vàng nhé. Được nhập khẩu và được đặt hàng độc quyền nên nó sẽ có mùi thơm rất là đặc trưng. Nên là mọi người hãy chọn cho mình cái sản phẩm chính hãng. Đây là sợi saffron đẹp đây, sợi saffron Hoa Nghệ Tây của công ty Bahrama Tây Á. Sợi rất to và dài, sợi rất to và dài. Và trong đây là rất là nhiều dưỡng chất. Và các bạn thấy là cái sợi nhụy này nó màu đỏ tươi nhé. Nó màu đỏ tươi luôn đấy ạ. Và khi pha ra thì pha 3-4 nước sau ấy, thì cái sợi này nó vẫn là màu đỏ nha mọi người. Nó không như là những cái sợi khác. Sau khi pha một nước ấy, thì cái sợi nó đã chuyển sang màu lợt hơn rồi. Nên mọi người hãy chọn cái sản phẩm của công ty saffron Bahrama Iran nhé. Đây là hộp 1g, đây là hộp 3g nhé. Rất là nhiều loại cho mọi người có thể tùy vào mục đích sử dụng của mình nhé. 1g này thì chỉ có giá là 350.000 thôi, nhưng mà dược chất của nó mang lại rất là nhiều, với rất là nhiều dược chất khác nhau như thế thì nó giúp cho chúng ta không chỉ ổn định lượng đường huyết trong máu mà giúp chúng ta còn điều hòa tim mạch này, ổn định tim mạch này, rồi chờ phòng ngừa ung thư này, rồi phòng chống suy thận này, giảm mỡ trong máu này, và đau nhức, giảm đau nhức xương khớp nha. Đấy, rất là nhiều những tính năng như thế, và đặc biệt là cả giảm đau bụng kinh nữa đấy ạ. Và đặc biệt rất là nhiều tính năng như thế, nên đây là một sản phẩm mà là sự lựa chọn thông minh cho tất cả các khách hàng khi lựa chọn sản phẩm như thế này về để sử dụng cho cả gia đình của nhà mình nhé. Và đây là một sản phẩm dành tặng cho những người thân yêu, ba mẹ mình nhé, dành tặng cho ba mẹ mình. Đó là một sản phẩm sức khỏe tuyệt vời. Cả mọi người nhớ lên đi tìm cái sản phẩm của đại lý saffron Bahrama chính hãng như thế này để mình không mua phải sản phẩm hàng giả, hàng nhái kém chất lượng và không tốt cho sức khỏe của chúng ta nhé. Tôi là Đào Liên Hương và tôi là đại lý của saffron Bahrama. Tôi chuyên phân phối saffron để mang đến sức khỏe đến cho rất là nhiều người. Sau khi mẹ tôi cũng bị cao huyết áp và sử dụng một thời gian thì huyết áp đã ổn định và cảm thấy cơ thể nó khỏe ra mỗi ngày và da dẻ của mẹ tôi càng ngày càng đẹp hơn, thì tôi tin rằng sản phẩm này sẽ là sản phẩm rất tốt để các bạn đem lại sức khỏe cho ba mẹ của mình nhé. Hãy báo hiếu cha mẹ của mình, chỉ với 350.000 trên 1g như thế này uống phải hơn 1 tháng mới hết đấy ạ. Và nếu các bạn có những biểu hiện gì của bệnh lý thì hãy inbox trực tiếp cho tôi vào số điện thoại 0966053399 hoặc là Facebook Đào Liên Hương nhé. Tôi sẽ tư vấn và trả lời mọi người một cách cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại. Hẹn các bạn trong video clip sau, tôi sẽ tiếp tục thông tin đến mọi người một số những thông tin hữu ích khác nhé. Xin chào, bye bye.